ngoại hình của máy nhá, mẫu này còn khá là đẹp ạ. Đây, các cạnh của máy ạ, không có mịn van đập hay cần móp gì cả. Các cạnh của máy nhé, em tay bàn phím cho mình ạ. Những phím bên này thì không có trên bàn phím, nó sẽ không hiện anh nhé. Em test camera ạ. Đây là cam trước ạ. Cam sau đây ạ. Mic thu lại ạ. Loa của máy ạ. Ổ cứng 128 đen trên nắn 2 ổ C và ổ D ạ. ID của máy ạ.